Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 5, Ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Gia Đờ Rai. Tại các điểm tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Chương trình hành động thể hiện rõ khát vọng mong muốn được tận tâm đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc an ninh quốc phòng của huyện Gia Đờ Rai, của tỉnh và đất nước. Với cương vị là đại biểu Quốc hội của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ nếu trúng cử sẽ tích cực tìm hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bất cập từ thực tế cuộc sống để phân tích, tổng hợp phản ánh, đóng góp ý kiến với Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cam kết nếu được nhân dân tín nhiệm sẽ phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra. Tại hội nghị, các cử tri đã thể hiện sự tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 1, đồng thời nhất trí với chương trình hành động của các ứng viên. Hội nghị tiếp xúc cử tri giúp cử tri và nhân dân hiểu rõ hơn về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua đó, cử tri có đủ cơ sở lựa chọn những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xứng đáng trong ngày bầu cử sắp tới.